giãn, rèn luyện sức khỏe vào buổi sáng. Ở phía trước có những bạn đang chuẩn bị chèo ghe ra rèn luyện thể dục vào buổi sáng. Hello cả nhà, xin chào cả nhà và mời cả nhà vào mùa hè tắm biển vào buổi sáng. Tất cả như thế nào? Mời cả nhà xin cảm ơn. Xin mời cả nhà tắm biển vào buổi sáng mùa hè. Vào buổi sáng mùa hè tắm biển, lợi ích của việc tắm biển sáng mùa hè. Cùng nhau bình luận nhé cả nhà. Tắm biển rất tốt cho sức khỏe cả nhà, và đặc biệt là vào mùa hè tắm biển vào buổi sáng làm tốt cho sức khỏe và tốt cho da. Mời cả nhà tắm biển mùa hè vào buổi sáng. Lợi ích của việc tắm biển vào buổi sáng mùa hè là không có nào là có cãi đâu cả nhà. Vào buổi sáng mùa hè tắm biển rất là tốt cho sức khỏe và đặc biệt là tốt cho da. Mời cả nhà vào công viên trên bãi biển khi người dân địa phương mình du lịch tắm biển vào sáng mùa hè, rèn luyện sức khỏe tốt, đặc biệt là vào buổi sáng. Người tắm biển vào buổi sáng tốt cho sức khỏe, không có bị ảnh hưởng vào da. Lợi ích của việc tắm biển vào buổi sáng mùa hè rất là tốt. Vào buổi sáng mùa hè biển rất là tốt cho sức khỏe cả nhà, và đặc biệt là không bị ảnh hưởng vào làn da. Mùa hè nhiệt độ cao rất là ảnh hưởng tới sức khỏe và đặc biệt là làn da, nên tắm biển vào mùa hè rất là tốt vào buổi sáng. Ở phía trước có mấy bạn đang chuẩn bị những chiếc phao ghe để ra tắm biển vào buổi sáng mùa hè, rèn luyện sức khỏe. Các bạn đang chạy tập thể dục vào buổi sáng, đi bộ và tập thể dục vào buổi sáng, rèn luyện sức khỏe. Trước các bạn đang chụp ảnh làm kỷ niệm vào mùa hè trên bãi biển và tập những nơi thư giãn vào buổi sáng. Vào mùa hè tắm biển vào buổi sáng tốt cho sức khỏe. Chạy bộ tập thể dục vào buổi sáng, rèn luyện thể dục vào mùa hè buổi sáng. Có nhiều bạn đang chơi đá banh trên bãi biển, đá banh trên biển vào mùa hè buổi sáng để tập thể dục rất là tốt, rèn luyện sức khỏe vào mùa hè vào buổi sáng rất là tốt cho sức khỏe. Có những bạn đang khởi động chuẩn bị tắm biển vào mùa hè, tắm biển rất là tốt. Có nhiều bạn đang chụp ảnh làm kỷ niệm trên bãi biển mùa hè. Giờ trời nắng đã lên cao cho nên là người dân các địa phương cũng đã đi tắm. Tắm biển nên tắm vào buổi sáng tốt cho sức khỏe. Vào mùa hè nên tắm buổi sáng để khỏi ảnh hưởng vào làn da. Trên bãi biển vào sáng mùa hè, người dân địa phương về các du lịch tắm biển thư giãn, rèn luyện sức khỏe vào buổi sáng. Ở phía trước có những bạn đang chuẩn bị chèo ghe ra rèn luyện thể dục vào buổi sáng. Xe xe có nhiều bạn đi tập thể dục, đi bộ. Mấy bạn đang chèo ghe. Thì xin kết thúc video tại đây. Kẻ nhà yêu quý hiền, vui lòng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại video sau. Chào tạm biệt. Goodbye.